là ngũ quan suy yếu. Ngũ quan là gì? Mắt này, mồm là, tai là, vị giác là, thối giác này. À, thì ngũ quan là trong khi mình tự nhiên cảm thấy mình mắt kém, tự nhiên mắt mờ, thì chứng tỏ đấy cái gan, khả năng cái gan bị suy rồi. À, tôi ngửi không thấy mùi gì cả, thối thơm chẳng biết gì cả, thế là bệnh thuộc về phổi rồi. À, thế cho một cái mồm môi của mình thử cũng không cảm thấy vị gì hết, thì chứng tỏ cái dị tạng tức là cổ á, thì có vấn đề gì. Với tai cảm thấy mình không nghe tiếng rõ ràng thì thấy tự nhiên sút giảm, thế là bệnh thận rồi. Ừ. Vị không có cảm giác là do bệnh tim đấy. Thế là ngũ quan trên trong hàng ngày mình phát hiện mình cảm thấy chỗ nào mình không hợp thuộc về, ví dụ tai không nghe thấy thì lại tôi bị bệnh thận rồi. À, hay là cái mắt mờ đấy, tôi bị bệnh gan yếu rồi. À, kỹ là phải chú ý để giữ sức khỏe của mình này. Và chúng như dừng vậy, tức là đông y nhận định này vấn đề ngũ cốc là lui nhé, ngũ cốc là lui, ngũ rau á thì bổ sung, ngũ quả là trợ giúp, ngũ ích ngũ xúc là vì ích. Thế này chúng tóm lại hàng ngày mình cuộc sống mình cần nhất cái gì, là cần nhất cái ngũ cốc, phải ăn rau trợ bổ sung, ăn ngũ quả để giúp đỡ cho, để ăn các cái động vật thực vật gì đó để có ích. À, có ích. Còn cái này phân biệt ngũ hành về như thế nào: mộc thuộc về gan, thận thuộc về thủy, tim thuộc về hỏa, tỳ thuộc về thổ, phổi thuộc về kim. Trong hàng ngày mình quan sát trong cuộc sống của mình ấy, phải chú ý cái sức khỏe từ những hiện tượng xuất hiện ở trên này, mình nhận định là bị cái gì nhỉ. Yeah. Còn trên này này, còn nói về tuổi tác mà nói ấy, thì con người từng thời gian một khác nhau. Ví dụ từ 30 tuổi con người phải đứng đắn, phải hướng tới mục tiêu phấn đấu của mình. 40 tuổi đừng có mê say cái gì cả, là phải ổn định về vấn đề tính toán làm ăn rồi. 40 tuổi. 50 tuổi thì tuận theo số phận của mình. Thế coi gì mình đến 50 tuổi mình làm cái gì lạ cái nó, cứ cố sức mà làm đi. 60 tuổi tuân theo khách quan bên ngoài, ta nói gì mặc kệ người ta, mình cứ làm theo quan điểm của mình thôi. Đến 70 tuổi thì phải thôi bỏ hết cả mọi cái, mình giữ vững tâm trạng luôn luôn tuổi trẻ, vui vẻ, để bảo giữ cái cuộc sống cho tốt đẹp. Yeah. Nếu mà trong lễ là trên này, thường thường người ta nói ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng là gì? Ngũ tạng thường thường người ta hiểu là tâm, tim này, phổi này, tỳ vị để gan này, thận này, được gọi là ngũ tạng. Lục phủ là mật này, dạ dày này, đại tràng này, tiểu tràng này, bàng quang này, tam tiêu này, thì cái nó gọi là lục phủ. Thường thường cái quan điểm ngũ tạng lục phủ nhiều người chưa hiểu, bây giờ nói như thế này này để sẽ hiểu biết lục phủ này là gì, ngũ tạng là gì. Yeah. Vì vấn đề bát quái con số này, số bát quái có ảnh hưởng sức khỏe của con người, cho nên anh thuộc về mạng gì tôi phải nghĩ con số nào. Ví dụ thuộc về mạng kim, con người thì bị ảnh hưởng cái mắt này, hô hấp này, cái phế quản này. Mang hỏa thì ảnh hưởng cái tim này, mắt này. Mộc thì ảnh hưởng gan này, người nào mạng mộc là ảnh hưởng gan này, với đường ruột dạ dày này, những người mộc là hay bị mắc cái bệnh đó này. Người thủy đấy ảnh hưởng thận này, và bệnh đau hay đau bụng, trạng thái sinh đẻ kém đi mạng từ người mạng thủy. Thổ thì ảnh hưởng tử cung hay đau bụng dưới, gân cốt bị đau. Cho nên nếu mà tôi theo cái bản mẫu này, ví dụ thuộc về mạng kim thì ảnh hưởng đến sức khỏe này. Người đàn ông là phải nghĩ luôn luôn nghĩ con bát quái của con số, là nghĩ số 1. Nữ giới thì nghĩ con số 2. Nếu ai thuộc về mạng kim, ai thuộc về mạng hỏa,
thì yếu về tim, yếu về mắt, thì con người thì phải nghĩ nghĩ con số 3, mạng hỏa nghĩ con số 3. À, mạng mộc thì kém về gan, với dạ dày ấy, thì nam giới thì nghĩ con số 4, nam giới nghĩ con số 4, nữ giới nghĩ con số 5. À, thủy ta nghĩ là con số 6, mạng thủy ấy, thì bị thận yếu về cái này phải nghĩ con số 6. Tiếp tục mạng thổ thì ảnh tỳ vị tử công bụng dưới gân cốt, thì con người nam giới thì nữ giới nghĩ con số 7, là nghĩ con số 8. Hai con số này, một số nam số nữ, thấy chưa? Cái này tôi luôn đầu mình vẫn là nghĩ tưởng tượng mình là con số 1 nam giới, mà con số 2 thì thuộc cái lứa giới mạng kim, thấy chưa? Còn cái số số nét ngũ hành, ví dụ 1, 2 thuộc về mộc, 3, 4 thuộc về hỏa, 5, 6 thuộc về thổ, 7, 8 thuộc về kim, 9, 10 thuộc về thủy. Thì trong 1, 2 này, 1 là thuộc về dương mộc, 2 thuộc về âm mộc, số lẻ thuộc về dương, số chẵn thuộc về âm. Thì mình trợ giúp cho ví dụ hôm nay ngày gì thuộc về số chẵn, số lẻ thuộc về ngày mười mấy, ví dụ ngày 12 tôi biết thuộc về mộc, hôm nay là ngày mộc, ngày hỏa thì 3, 4 tôi biết là ngày hỏa, để phân biệt cái ngũ hành của từng ngày một. Bây giờ còn thường là người ta nói là hay hạnh phúc, thường hạnh phúc nhiều người chưa không nói hết được thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc phải nói ra chữ ú phúc mới đúng, phải trường thọ, là không bị trắc trở về thiên tai hỏa hoạn, phước thọ cái liên miên, tức là lúc nào cũng đều sống, phải phú quý, phải có tiền, phải sung túc, lại có địa vị, đi đâu người ta tôn kính, hão đức, thế này luôn luôn nói chuyện về vấn đề cái đạo đức, công đức, làm việc tốt lành để giữ lại cái công đức. Người khang linh thì sức khỏe lúc nào yên lành, nếu mà chết chỉ chết dư theo một giấc mơ thôi, không có gì đau đớn cả, thế nên mình gọi là hạnh phúc. Cũng có người để ốm đau liên miên bao nhiêu năm không chết, đi chết xuống không chết được, cũng là cái khổ. Khi chết chư tiên, người ta là sướng, gọi là hạnh phúc. Thế nhỉ? Đơn giản các bạn là thế.